Hello mọi người, mình là Vinh T và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong cái video này, mình lại tiếp tục làm về chủ đề non-Lego minifigures và chủ đề lần này đó chính là non-Lego Star Wars The Clone Wars, lính nhân bản. Lý do mình làm video này là bởi vì có một số bạn trong và ngoài nước đã comment các video của mình. Thậm chí có một vài bạn đã nhắn tin cho mình bảo mình hãy làm thêm về chủ đề này đi. Thế nên mình đã làm ngay video này theo yêu cầu của tất cả các bạn luôn. Mình cứ tưởng chủ đề này sẽ không được chuộng như các chủ đề khác luôn á. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho kênh của mình. Các bạn muốn mình làm về chủ đề Lego nào thì cứ để lại comment cho mình biết nha. Quay trở lại thì nếu các bạn xem xong cái video này của mình mà các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Ấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu show intro. Let's go! Và đây chính là set non-Lego Star Wars The Clone Wars lính nhân bản. Ở đây thì có tổng cộng là 8 nhân vật. Không biết là trong cái set này liệu có những nhân vật gì hay và đẹp không? Cùng mình xem qua nhé. Bây giờ thì bắt đầu grab các em nó thôi. Let's go! We'll be right back.
Và mình đã hoàn thành xong các em nó rồi đây. Bắt đầu với nhân vật đầu tiên thì đây là Arc Commander Cold. Có tông màu trắng, phần mũ in một vài chi tiết. Ngay mũ có gắn một cây anten ở đây. Shoulder cloth và waist cap đều có tông màu đỏ và in một vài chi tiết ở trên đó. Đây là mặt sau. Nhân vật được đi kèm là hai cây súng và một tấm base. Well, với nhân vật đầu tiên này thì mình thấy từ màu sắc đến phần in ấn khá là tốt luôn. Để xem các nhân vật sau sẽ như thế nào đây. Nhân vật thứ hai, đây là Arc Commander Bliss. Nhân vật có tông màu trắng và một vài chi tiết màu vàng ở phần thân và mũ. Riêng phần mũ thì có chỗ in chi tiết màu vàng được in dọc xuống để tạo nét riêng cho mỗi nhân vật. Ngay mũ được gắn một cây anten. Phần shoulder cloth thì là màu vàng và sáng, còn waist cap thì là màu trắng với họa tiết hình thoi. Đây các bạn có thể thấy. Đây là mặt sau của nhân vật nè. Nhân vật đi kèm giống Cold đó chính là hai cây súng và base. Nhân vật tiếp theo, đây là Arc Commander Havoc. Tông màu chủ đạo của nhân vật này là màu trắng, thân và mũ có in một vài chi tiết nhỏ nhỏ màu xanh dương. Đây các bạn có thể thấy. Phần mũ được gắn anten giống như hai nhân vật trên. Shoulder cloth và waist cap đều có tông màu xanh dương, in một vài chi tiết ở trên đó. Còn đây là mặt sau nè. Đi kèm với Havoc là hai cây súng giống như hai nhân vật trên mình đã review. Nhân vật thứ tư, đây là Arc Commander Hammer. Mình để ý từ nãy đến giờ mình review qua toàn là Arc Commander không luôn á. À, để mình giải thích tại sao các em nó lại giống nhau đến như vậy. Vì một phần là lính nhân bản á, nên nhìn thoáng qua giống nhau lắm luôn. Chỉ khác ở các chi tiết á, là như trên thân nè, mũ, shoulder cloth và waist cap. Sự khác biệt này giúp mình phân biệt cũng như là tạo nét riêng cho từng nhân vật. Ok, quay trở lại với nhân vật Arc Commander Hammer. Thì nhân vật có tông màu trắng, trên mũ và thân có một vài chi tiết màu đỏ nổi bật. Ngay mũ thì có một cái anten ở đây nè. Với phần shoulder cloth thì là màu đỏ, waist cap thì là màu đen. Đây là mặt sau nè. Well, phụ kiện đi kèm vẫn là hai cây súng, một tấm cây. Nhân vật thứ năm, đây là tiểu đội số 327 Hot Trooper. Có tông màu trắng và vàng, phần mũ có một vài chi tiết màu vàng, thân thì in chi tiết đầy đủ, nhìn khá là ok luôn. Phần shoulder cloth thì là màu vàng và sáng, waist cap thì là màu trắng có viền nhỏ màu vàng. Đây các bạn có thể thấy nè. Đây là mặt sau. Yep, phụ kiện đi kèm vẫn là một cặp súng và tấm base. Nhân vật thứ 6, đây là Horn Company Trooper. Mãi luôn mới có một nhân vật khác đôi chút luôn. Nhân vật có tông màu trắng và màu xanh lục. Ở đây thì có một cái dép nhựa nè. Như mình đã có chia sẻ ở video trước á, thì mình không thích nhân vật có cái giáp như thế này. Bình thường sưu tập thì mình sẽ bỏ cái phần giáp này qua vì trông nó không được đẹp, với nhìn nó hơi cồng kềnh á. Đây nhiều lúc á, các bạn di chuyển phần tay nè, nó không có được hết á. Đó. Đây các bạn có thể thấy nè, tới đây là giới hạn của nó.
mặt sau. Phụ kiện đi kèm của nhân vật này thì chỉ có một cái súng mà thôi. Tiếp theo thì đây là Commander Wolf, có tông màu trắng và nâu. Màu nâu là hãng làm sai rồi, trong phim thì em nói là màu xám cơ. Không tính về màu sắc á, thì phần chi tiết gần như là giống lắm rồi. Không biết là hãng có cố tình làm sai màu hay không nữa. Bù lại á, thì phần shoulder glow và waist cap á, nó là khá là đẹp và nổi bật luôn. Có tông màu xám đậm, được in logo hình con sói ở đây. Waist cap cũng vậy nữa. Đây là mặt sau. Đi kèm với nhân vật là một cây súng. Nhân vật cuối cùng của video ngày hôm nay, lính nhân bản thuộc tiểu đội số 13. Đây các bạn có thể thấy, nhân vật có tông màu trắng và vàng như tiểu đội số 327 Ox Trooper mà mình mới review lúc nãy luôn. Phần mũ thì in tương đối là ổn á, có giáp nhựa nè. Mặt sau đi kèm với nhân vật là một cây súng. Cái súng này khá là đẹp luôn á. Và đó là bộ 8 nhân vật non-LEGO Star Wars The Clone Wars, lính nhân bản mà mình đã review. Với mình thì mình đánh giá lần này hãng làm nhân vật khá tốt, có phụ kiện như shoulder glow và waist cap đẹp khỏi bàn. Điểm trừ của mình á, là hãng làm sai màu của nhân vật Commander Wolf mà thôi. Well, không biết các bạn cảm thấy như thế nào về chủ đề lần này. Các bạn muốn mình làm về chủ đề nào nữa thì hãy để lại phần comment cho mình biết nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Ấn vào cái chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ những video mới của mình nha. Và mình là Vinh Thi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Peace out.